Góp ý dự thảo quy định về phân cấp quản lý và quy trình hoạt động quản lý trong trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn là chủ đề chính trong hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2015 diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 7 tại Ninh Bình. Kể từ khi tách ra và hoạt động độc lập, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo xây dựng các văn bản pháp lý và quy trình hoạt động. Nhưng cho đến nay, trải qua nhiều năm, nhiều quy định mới, cơ cấu chức năng của nhà trường đã có nhiều điều chỉnh. Điều này đặt ra vấn đề phải có sự điều chỉnh hướng dẫn cụ thể mới cho phù hợp hơn. Trên cơ sở đó, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo phòng ban chức năng xây dựng dự thảo quy định về phân cấp quản lý và quy trình hoạt động quản lý trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nguyên tắc xây dựng của bản dự thảo mới dựa trên việc vận dụng những văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội vào các lĩnh vực cụ thể của nhà trường, kế thừa quy định được xây dựng năm 2009, cập nhật những thay đổi trong bộ máy tổ chức của nhà trường, những thay đổi trong chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị trong trường, căn cứ vào chiến lược phát triển của trường đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, phân cấp quản lý và quy trình hoạt động theo nội dung công việc, không theo đơn vị chức năng. Nội dung chính của bản dự thảo bao gồm 20 chương, tăng 7 chương so với bộ quy định năm 2009. Góp ý tại hội nghị, đa phần các đại biểu đều đánh giá cao về quy trình thực hiện dự thảo, quá trình tham vấn của chuyên gia và kết quả biểu hiện công phu cho đến thời điểm hiện tại. Để hoàn thiện hơn nữa, một số đại biểu cũng đưa ra những góp ý trực tiếp đến một số nội dung nhằm hướng đến bộ quy định hoàn chỉnh và phù hợp nhất với hoạt động của nhà trường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Khánh đã phản hồi lại các góp ý trao đổi của đại biểu và tiếp thu các ý kiến góp ý của các vị đại biểu. Ban soạn thảo sẽ điều chỉnh và hoàn thiện văn bản, sau đó chuyển tới các khoa chuyên môn để được đánh giá trước khi ban hành.